Dạ vâng. Em Hùng xin kính chào toàn thể các bác và anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay là mùng 1 tháng 10 âm lịch thì em Hùng cũng thay mặt Hiếu Minh Audio thì gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác và anh em nhé. Và chúc tất cả các bác và anh em đầu tháng có thật nhiều sức khỏe và thành công nhé. Và nhân dịp vào đầu tháng 10 này thì em Hùng cũng lên một cái chương trình khuyến mãi giảm giá tri ân với tất cả các bác khách hàng khi mua sắm những sản phẩm âm thanh hiện tại đang có mặt tại Hiếu Minh Audio, như là hàng mới, hàng nhập khẩu chính hãng thì em sẽ giảm từ 5 cho đến là 15%. Còn đối với tất cả các cái mặt hàng bãi như là loa bãi này và sub bãi thì em sẽ giảm từ 300 cho đến là 5 triệu tùy từng model sản phẩm các bác nhé. Và giá em để rất là tốt rồi, nhưng mà em vẫn hỗ trợ nâng đời đổi các cho các bác nhé. Đấy, rất là thoải mái đúng không ạ? Một cái chương trình rất là tốt để cho bác có thể là mua sắm những sản phẩm âm thanh. Thì cũng chỉ còn có là tầm độ 2 tháng nữa thôi thì cũng đã đến Tết rồi các bác ạ. Đấy thì các bác cũng chuẩn bị mua sắm là vừa. Cho nên là cái thời điểm này nhá. Thời điểm này mà các bác mua sắm thì giá vẫn rất là tốt, rất là êm. Đấy, chỉ còn có khoảng tầm độ là tầm tháng 12 đổ ra thì lúc đấy giá nó rất là cao. Đấy các bác ạ, giá lúc đấy rất là cao. Cho nên là các bác mua vào thời điểm này giá rất là hợp lý, rất là êm để cho các bác có thể là lựa chọn những phân khúc từ phân khúc trung bình này cho đến là cao đều có các bác nhé. Đấy. Và hàng ở đây thì buổi sáng hôm nay thì bên em cũng đã vừa chuyển hàng ra rồi. Đây các bác có thể là nhìn thấy rất nhiều hàng đúng không ạ? Rất nhiều luôn. Đấy. Bát 20 này. À xin lỗi các bác, bát 25 này, bát 30 này, bát 40 em đều có hàng các bác nhé. Hàng bãi, hàng mới em đều có luôn. Đấy. Và chiều nay thì bên em cũng có một cái chuyến đi lắp đặt ở ở Mê Linh các bác ạ. Đấy, bác khách thì cũng chốt là một cặp RCEP, một cặp Hoda và một cặp SUV RCEP nữa. Đấy, chiều nay là lắp đơn này nhá. Còn mai thì em có hai đơn. Mai có hai đơn ở Bắc Linh và Bắc Giang. Ở Bắc Linh thì đi lắp là hai cặp loa RCEP đây, 3110 sản xuất tại Italy, và một cặp SUV 30 của RCEP sản xuất tại Italy luôn các bác nhé. Và một combo bộ dàn nữa lắp ở Bắc Giang. Bộ dàn khoảng tầm độ là gần 40 triệu đồng. Đấy thì ngày mai thì các bác có quanh khu vực Bắc Giang hay là Bắc Linh có cần nhu cầu về setup thì có thể là gọi điện trực tiếp qua cho em nhé. Thì em để em sắp xếp anh em kỹ thuật, nếu mà xong sớm được hai đơn này thì anh em sẽ qua hỗ trợ các bác nhé. Đấy. Và sau đây thì em sẽ thông báo chi tiết về những sản phẩm loa và sub bãi hiện tại đang có mặt tại Hiếu Minh ở ngoài cửa hàng này nhé. Thì cái chương trình ngày hôm nay thì em sẽ áp dụng là từ mùng 1 này cho đến hết ngày mùng 5 âm lịch các bác nhá. Áp dụng từ ngày mùng 1 hết ngày mùng 5 âm lịch, và em sẽ áp dụng là toàn bộ hệ thống của Hiếu Minh Audio luôn. Các bác ở gần cơ sở ngoài Bắc thì các bác có thể là qua ngoài Bắc, và các bác ở gần cơ sở trong Nam thì các bác có thể là vào trong Nam. Đấy, em sẽ áp dụng là toàn bộ hệ thống chi nhánh luôn các bác nhá. Và đầu tiên thì ở đây là một đôi loa TB, model của nó là TK8010. Và đây là bát 25 các bác nhé. Bát 25, thùng thiết kế là thùng trắng, thùng cân. Và em nó được sử dụng bát chép nhập khẩu của Mỹ luôn. Tép của Selection về dòng loa 25 của TB này, phải nói chất âm của em nó cực kỳ hay luôn các bác ạ. Đời là đời cao nhất của TB rồi. Đấy, bát tép thường. Tiếng tép của Selection thì rất là sáng, chi tiết và trong. Đấy các bác ạ, giải lời của em nó rất là thoát luôn. Và cái bát của em nó cũng rất là tốt. Về bằng dòng TB này thì giải rất là đều các bác nhé. Và đôi này thì bên em đang bán mức giá là 6.300.000 đồng, thì em đang giảm 500 còn 5.800.000 đồng. Đấy, tiếp theo là B3 này, B3 HF101, bát 25, một bát này, hai chung hai chép, dòng loa 3 đường tiếng các bác nhé. Về dòng loa này thì các bác có thể là nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời luôn, tiếng rất là êm, giải chung thì rất là trung thực này và thoát tiếng, và giải chép của nó rất là mịn luôn các bác ạ. Tép giấy rất là mịn. Đấy, và lẹ keng và hát karaoke rất là hay các bác nhé. Về đôi loa P3 này thì bên em nó bán mức giá là 4.600.000 đồng, giá rất là tốt rồi. Đấy các bác ạ, các bác qua cửa hàng thì em có thể là gia lộc thêm cho bác 100.000 nữa các bác nhé, còn 4.500.000 đồng. Tiếp theo là đến với đôi loa GM TC10A này, sử dụng bát tép thường, tép của nó rất là nảy luôn. Tép của dòng GM này rất là nảy và lời cũng rất là thoát tiếng và thoáng tiếng, hát cực kỳ là phê. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 6.300.000 đồng. Ở đây thì em đang còn một đôi duy nhất tại cửa hàng, thì em xả lốt cho bác nhé. Mức giá chỉ còn có là 5.800.000 đồng về đôi loa GM này thôi, 5.800.000 đồng. Tiếp theo ở đây là em đang còn sót là hai đôi CB Acoustic bát 25, model của em nó là CB10
Đấy các bác ạ. Về đôi này thì được sử dụng là bát tép của bát tép thường, tép của Selection. À xin lỗi các bác, tép của em nó là tép BNC. Tép BNC cho nên cái tiếng tép của em rất là chi tiết và leng keng luôn các bác ạ. Tiếng cực kỳ hay. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 5.500.000 đồng. Ở đây em còn có hai đôi tại cửa hàng thôi. Em xả lốt cho bác mức giá chỉ còn có là 5 triệu tròn các bác nhé. 5 triệu tròn với mẫu loa CB này. Tiếp theo là đôi loa DJK. DJK model của em nó là PK910, phiên bản đời cao nhất của DJK rồi các bác nhé. Sử dụng là thùng cân. Đấy, thiết kế thùng cân rất là đẹp luôn. Bát 20 năm rất là nhỏ gọn. Ở DJK để đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Sử dụng là bát tép thường, bát của em nó đánh rất là đầm luôn. Bát rất là đầm và tép cũng rất là sáng các bác nhé. Tép rất là sáng. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 5.500.000 đồng. Thì em đang giảm 300 còn 5.200.000 đồng đối với mẫu loa DJK này các bác nhé. Và tiếp theo đến với đôi loa Goda. Goda thương hiệu của Ý các bác nhé. Goda thương hiệu của Ý. Về dòng loa Goda này thì tép của em nó cực kỳ hay này các bác ạ. Nếu mà phân khúc khoảng tầm độ là 7 triệu đổ về thì không có một đôi loa nào ăn được đôi Goda này đâu các bác ạ. Tiếng tép của nó cực kỳ hay luôn. Nguyễn. Hay, nguyễn và chi tiết. Đấy các bác ạ. Giải nời cực kỳ là phê luôn. Giải nời rất là sáng tiếng luôn các bác ạ. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 7.300.000 đồng. Thì em đang giảm 500 còn 6.800.000 đồng. Ở đây thì em có một đôi trắng này và một đôi đen. Đôi đen này là sơn lại các bác nhé. Đấy các bác nào thích đen thì em có thể là sơn lại cho bác. Nhìn nó đẹp, tốt tác đẹp luôn các bác ạ. Tiếp theo là đến với đôi loa của RCF sản xuất tại Italy. Model của em nó là C3110. Bát 20 năm, bát thường chép neo phễu gang các bác nhé. Về dòng RCF này thì về chất âm khỏi phải bàn rồi các bác ạ. Chất âm không phải bàn nữa rồi. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 18 triệu tròn. Thì em đang giảm 500 còn 17.500.000 đồng các bác nhé. RCF thì em còn rất là nhiều. Dòng RCF em rất là nhiều luôn. Súp em còn và loa em cũng còn nhiều. Đấy các bác nhé. Tiếp theo là đến với đôi loa Eric bắt 20 năm. Eric với cả CB và B3 thì đều đến từ thương hiệu của Đức các bác nhé. Eric thì giá thành của em nó sẽ rẻ hơn, sẽ êm hơn. Nhưng mà cái chất âm của em nó đem lại cũng rất là hay, rất là tuyệt vời. Model của em nó là HK510, phiên bản đời cao nhất của Eric rồi các bác nhé. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 5 triệu tròn. Thì giá rất là tốt rồi, rất là hợp lý rồi. Các bác qua cửa hàng thì em có thể là gia lộc thêm cho bác là 200 nghìn nữa các bác nhé. Còn 4.800.000 đồng. Tiếp theo là đến với đôi loa của JBL. Model của em đó là KP2010. Bát tép thường, bát 20 năm. Thùng là thùng cân các bác nhé. Về dòng JBL thì chất âm nó không phải bàn rồi các bác ạ. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 11.500.000 đồng. Thì em đang giảm 500 còn 11 triệu tròn. Tiếp theo là phiên bản đàn anh của em nó là KP4010, bát 20 năm, bát thường chép neo. Thì đôi này thì tính tép của nó sẽ lẩy hơn một chút các bác nhé. Và giải nờ của nó sẽ nhìn hơn. Đấy. Và đôi này thì bên em đang bán mức giá là 14 triệu tròn. Em đang giảm 500 còn 13.500.000 đồng. Tiếp theo là đến với dòng loa bát 40 MRX515. Sử dụng bát 40, bát chép neo các bác nhé. Bát chép neo. Về dòng của JBL thì chất âm của em nó rất là tuyệt vời rồi. Nghe nhạc cũng rất là hay và hát thì cũng rất là hay các bác nhé. Hát thì cực kỳ là phê luôn. Về đôi loa 515 này thì bên em đang bán mức giá là 25.500.000 đồng. Thì em đang giảm 500 còn 25 triệu tròn. Đấy. Tiếp theo là 615 bản đàn anh. Đang bán là 26 triệu tròn. Thì em đang giảm 500 còn 25 triệu rưỡi các bác nhé. Tiếp theo là MRX512. MRX512 thì đôi này đang bằng bán mức giá là 24 triệu. Đôi này là sử dụng bát 30 các bác nhé. Bát 30, bát chép neo. Bát chép neo. Đấy. Thùng của nó rất là nhỏ gọn. Đấy, thùng rất nhỏ gọn. Chiều sâu của em nó chỉ rơi vào khoảng tầm độ là 35 cm thôi các bác ạ. Thùng rất là nhỏ gọn, nhẹ. Nhưng mà chất âm cực kỳ phê luôn. Cực kỳ hay. Đấy. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 24 triệu. Em đang giảm 1 triệu còn 23 triệu tròn các bác nhé. Tại vì cái tem của em nó là tem nó bị xước rồi cho nên em giảm giá thôi. Còn nếu mà anh em ở ngoài vẫn vụt căng là 24 triệu rưỡi 25 triệu đấy các bác ạ. Tiếp theo với đến với dòng loa CB thương hiệu của Đức. Model của em đó là KH12. Đôi này thì được sử dụng là bát thường từ 19 côn 76. Chép của em nó được sử dụng là chép neo các bác nhé. Chép neo, neo nguyên khối. Cái giải tép của em nó đánh cực kỳ hay luôn. Mịn này, chi tiết và tách bạch. Và giải lời của dòng CB này thì cũng rất là thoát và thoáng tiếng. Bát của em nó cũng rất là lực các bác nhé. Bát từ 19 đánh rất là lực tiếng luôn.
Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 9 triệu tròn, thì em đang giảm 1 triệu còn 8 triệu tròn các bác nhé. Giá cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo là đến với dòng loa của TB. Và tiếp theo thì đến với dòng loa của TB. TB này thì model của nó là TK8012 cộng. Và đây là một cái phiên bản đời cao nhất rồi các bác nhé, phiên bản đời cao nhất rồi. Đấy, thì ở đây thì em đang có màu đen này, màu đen cũng có và màu trắng cũng có này. Đấy, các bác yêu thích về màu nào thì lựa chọn cho mình màu đấy nhá. Đôi này thì được sử dụng là bát tép nhập khẩu của Mỹ, tép của Selection. Về dòng này thì tép đánh rất là chi tiết này, leng keng và trong trèo. Cái giải lời của TB thì cực kỳ là hay rồi các bác ạ, không thể chê được nữa. Đấy, giải em nó rất là đều, bát đánh cũng rất là đầm các bác nhá. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 10 triệu tròn, thì em đang giảm 500 còn 9 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Giá rẻ hơn nhiều anh em mà bán ở trên thị trường rồi các bác ạ. Tiếp theo là đến với B3 này các bác ạ, X12i. Các bác nào mà yêu thích về dòng bát, tiếng bát nó phải đánh uy lực này, không cần súp, thì tham khảo cho em về dòng này các bác nhá. Tiếng tép của nó cũng cực kỳ là hay luôn. Tép là tép 750. Đấy, tép 750. Về dòng loa B3 thì phải nói cực kỳ là châu bò rồi. Thì đây, ở đây em đang bán mức giá là 15 triệu 500 ngàn đồng, thì em đang giảm 1 triệu còn 14 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. 14 triệu 500 ngàn đồng với đôi loa B3 này. Đấy, tiếp theo là đến với dòng loa của VBK. Dòng loa VBK, đây là loa DB, đây là hàng thành lý. Đây là hàng thành lý các bác nhá. Đây, tiếp theo đến với VBK này. VBK màu trắng, màu đen em đều có các bác nhá. Model của nó là PH12. Được sử dụng là bát thường tép neo, bát thường tép neo. Về đôi driver của em nó sẽ giống hệt với JBL 4012. Đấy các bác ạ. Chất âm thì em nó sẽ là 18-110. Đấy các bác ạ. Và giá thành thì cũng rất là hợp lý, êm hơn nhiều luôn. Mức giá em đang bán là 10 triệu tròn. Thì đôi này thì bên em đang giảm 1 triệu còn 9 triệu tròn các bác nhá. 9 triệu tròn về đôi loa TB này. Và tiếp theo đến với dòng loa của DMX. DMX ở đây em đang còn một đôi duy nhất tại cửa hàng các bác nhá. Đôi duy nhất, model của em nó là TK8012 các bác nhá. TK8012 phiên bản đời cao nhất rồi. Đôi này được sử dụng là bát chép neo. Bát chép neo tiếng cực kỳ hay. Giải lời của nó rất là thoát và thoáng tiếng, và tép của nó đánh cũng rất là chi tiết và tách bạch và sắc nét. Đấy, đôi này thì bên em đang bán mà 13 triệu 500 ngàn đồng. Thì em đang giảm 500 còn 13 triệu tròn các bác nhá. Các bác nhanh tay thì sẽ được đôi này các bác nhá. Chất âm cực kỳ là hay luôn. Tiếp theo đến với dòng loa của Tiger này. Tiger là đến thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Tiger thương hiệu của Mỹ, được sử dụng là bát chép neo, bát 30. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 12 triệu tròn, thì em đang giảm 1 triệu còn 11 triệu tròn. Đấy. Tiếp theo là đến với đôi loa Clyde. Clyde cũng là thương hiệu của Mỹ này. Đôi này được sử dụng là bát của Phyto này, tép của BNC, bát neo, tép thường. Đấy, dòng loa cực kỳ hay các bác nhá. Phân khúc là trên 15 triệu đồng. Chất âm cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đôi này thì bên em đang bán ở mức giá là 15 triệu 500 ngàn đồng. Thì em đang giảm 1 triệu còn 14 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Tiếp theo là đến với dòng loa của GAE với cả RCF thì đều là liên doanh với nhau các bác nhá. Cho nên em nó được sử dụng là bát chép của RCF luôn. Bát là bát từ thường, từ 19 côn 76. Chép của nó là chép neo khối các bác ạ, chép neo khối côn 44. Với dòng loa của RCF này thì cái tiếng của em nó rất là nực luôn. Đánh rất là nực, chắc và tiếng tép rất là sắc nét và trong trẻo đấy các bác nhá. Các bác nào mà yêu thích về dòng nhạc mạnh thì tham khảo cho em về dòng GAE này, tiếng cực kỳ phê luôn các bác ạ. Đây, bát 20 năm nữa này. 20 năm thì ở đây nó có dòng loa của TB. Model của em đó là M10C. Đôi này thì được sử dụng là bát chép thường các bác nhá, bát chép thường. Đấy. Tiếng cũng rất là hay luôn. Đôi này thì bên em đang bán mức giá 5 triệu, giá đã cực kỳ tốt rồi các bác ạ. Giá là rẻ hơn nhiều anh em bán ở trên thị trường 500 trên 1 triệu đấy. Cho nên là em không giảm được về model này nữa các bác nhé. Giá nó cực kỳ tốt rồi. Tiếp theo là đến với dòng loa của PV này. PV model của em nó là CK32, sử dụng là bát từ thường, chép neo. Đấy, về dòng loa của PV thì chất âm cũng rất là hay rồi. Đàn em của JBL mà các bác ạ, đàn em của JBL và giá thành cũng rất là hợp lý luôn. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 13 triệu tròn, thì em đang giảm 1 triệu 500 ngàn đồng còn 11 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Các bác tham khảo thoải mái về dòng loa của PV luôn. Giá cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Tiếp theo là đến với dòng loa của RKD. RKD. À xin lỗi các bác, GRD các bác nhé. Sử dụng là bát của RCF, tép của BNC.
về dòng loa này chất âm của nó rất là hay luôn này. Mức giá chỉ có là trên 9 triệu đồng thôi nhưng mà chất âm rất là hay luôn. Bát nực, tép sáng. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 9 triệu 500 ngàn đồng. Thì em đang giảm 1 triệu còn 8 triệu 500 ngàn đồng đó nhé. Giá cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo là đến với dòng loa của BSS này. Ở đây thì em đang còn một đôi duy nhất tại cửa hàng thôi các bác ạ. Được sử dụng là bát neo thép thường. BSS này được sử dụng bát chép của châu Âu các bác nhé. Tiếng cực kỳ hay luôn. Đôi này thì bên em đang bán là 17 triệu tròn. Thì còn một đôi em xả lốt cho bác còn 15 triệu tròn các bác nhé. Tiếp theo là đến với dòng loa của Sabolet bọ cạp này. Bát từ thường từ 19 cột 76. Bát đánh rất là lực luôn. Tép của nó là tép là cột 44 thép thường luôn. Đánh tiếng cũng rất là sắc nét và bền bỉ các bác ạ. Đôi này thì bên em đang bán là 9 triệu 500 ngàn đồng. Còn một đôi duy nhất thì em đang để cho bác mức giá là 8 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Tiếp theo là CIF này, CIF cá heo đấy các bác này. Thương hiệu của Italy. Được sử dụng là bát thép thường các bác nhé. Dòng CIF này thì tiếng giải lời của nó rất là hay luôn. Giải lời rất là thoáng tiếng và tép cũng rất là sáng và chi tiết. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 8 triệu tròn. Giá cực kỳ tốt rồi, cho nên là không giảm được nữa các bác nhé. Giá rất là tốt rồi. Tiếp theo là đến với dòng loa của LAT, thương hiệu của Pháp, được sử dụng là bát thường, tép của BMS. Đấy, thì đôi này bên em đang bán mức giá là 9 triệu 500 ngàn đồng. Thì em đang giảm 1 triệu còn 8 triệu 500 ngàn đồng. Đấy các bác nhé, các bác nhanh tay thì sẽ được các bác nhé. Còn hai đôi duy nhất tại cửa hàng thôi. Tiếp theo là đến với Eric. Model là HK512, phiên bản đời cao nhất rồi các bác nhé. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 8 triệu tròn, giá cực kỳ hợp lý rồi. Rồi các bác qua cửa hàng thì em có thể là gia lộc thêm cho bác là 2-300 nghìn nữa các bác nhé. Tiếp theo là đến với dòng loa của Lexo PS10R2. Được sử dụng là bát neo, tép thường. Với dòng Lexo thì chất âm thì không thể đòa bạn, không phải bàn nữa rồi các bác ạ. Đôi này thì bên em đang bán mức giá là 55 triệu tròn. Thì em đang giảm 5 triệu còn 50 triệu tròn các bác nhé. Giá cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo là đến với các cái mẫu súp. Súp ở đây thì em đang có mẫu súp của súp 50, súp 40, súp hơi này, 50 súp hơi này. Súp điện thì em có súp 30 này. Súp 30 hàng mới, hàng nhập khẩu chính hãng các bác nhá, của PS Audio đây. Đây thì súp hơi bát 40. Ở đây thì em đang có dòng súp của DIA, bát của Lavi các bác nhá. Bát của Lavi nhập khẩu của Mỹ luôn, tiếng bát cái này đánh cực kỳ đầm luôn. Cực kỳ đầm, ngang ngửa một quả súp đơn 50 luôn các bác ạ. Đôi về chiếc súp này thì bên em đang bán mức giá là 4 triệu 600 ngàn đồng, giá cực kỳ tốt rồi. Các bác qua cửa hàng thì em sẽ để cho bác mức giá là 4 triệu 400 ngàn đồng các bác nhá. Giá rất là tốt rồi. Tiếp theo mà các bác và anh em nào mà đi sự kiện ấy, thì tham khảo cho em về dòng súp của 5S này các bác nhá. Mẫu thùng thiết kế rất là to. Đây là em đang để là để dựng lên đấy. Còn mẫu súp này là để nằm. Đấy, cho nên thùng thiết kế rất là to. Bát là từ 220 cộng 100. Nhưng mà cái tiếng bát của em nó đánh rất là uy lực, rất là đầm luôn các bác ạ. Tại vì thiết kế thùng của em là thùng rất là to, chuyên độ phủ rất là lớn. Đấy các bác đánh ở đám cưới, sau đám cưới khoảng tầm độ là 300-400 khách thì tham khảo cho em hai đôi các bác nhé. Tham khảo cho em hai đôi, đánh cực kỳ đầm luôn. Đôi này thì bên em đang, chiếc này thì bên em đang bán mức giá là 8 triệu 500 ngàn đồng. Thì em đang giảm còn 7 triệu 800 ngàn đồng về mẫu súp này các bác nhé. Tiếp theo là đến với dòng súp của Phaito đây. Phaito 40 thì em có đây. Phaito 40, 50 đều có các bác nhé. Đây 50 đây. Phaito 50 thì bên em đang bán là mức giá là 9 triệu tròn. Thì em đang giảm 500 còn 8 triệu 500 ngàn đồng. Còn Phaito 40 thì bên em đang bán là 6 triệu 500 ngàn đồng. Thì em đang giảm 300 còn 6 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé. Giá cực kỳ tốt và hợp lý luôn. Đấy, ở đây thì vẫn có là đẩy bãi này và mic bãi này các bác này. Đẩy bãi mic bãi em đều có các bác nhé. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác có nhu cầu về những sản phẩm âm thanh thì có thể là qua cửa hàng Hiếu Minh Audio để trải nghiệm và mua sắm cho mình những thiết bị âm thanh thật là chất lượng và giá thành hợp lý các bác nhé. Và em xin kết thúc video clip tại đây và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.